Thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với khu vực nông thôn, miền núi trong giai đoạn 2009-2018, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Tại lễ khánh thành gắn biển công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phước Thành B, Bắc Ái, Ninh Thuận vừa được tổ chức, lãnh đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, 10 năm qua, Tổng Công ty luôn xem nghị quyết 30A là một trong những nhiệm vụ chính trị gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bằng những hành động thiết thực, Tổng Công ty đã triển khai hỗ trợ hai huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, rất nhiều công trình nhà tình nghĩa như là trường học, trạm y tế, đường giao thông, với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế bền vững, giảm nghèo nhanh và hiệu quả. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phước Thành B được hỗ trợ đầu tư lần này là các hạng mục xây dựng mới khối hiệu bộ, nhà ăn, ở và nhà vệ sinh với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, cùng nhiều quà tặng động viên thầy trò của trường. Trước đó, Tổng Công ty đã hỗ trợ ngôi trường này xây dựng mới 6 lớp học và sân vườn với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng.